Và sau đây xin mời quý vị trở lại với phần tin Hoa Kỳ của chúng tôi. Phần tin được bảo trợ bởi nhà hàng Sian Steampot and Yakiniku. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ hôm nay là tin về việc ứng cử viên Donald Trump chiến thắng vang dội trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở Iowa. Ông Donald Trump đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tổng thống đầu tiên của đảng Cộng Hòa trong năm 2024 ở Iowa vào hôm thứ Hai, khẳng định sức mạnh của ông mặc dù đối diện với nhiều tội danh hình sự khi ông chuẩn bị cạnh tranh với Tổng thống Biden. Thống đốc Florida Ron DeSantis, 45 tuổi, về nhì, vượt qua cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, 51 tuổi, khi họ cạnh tranh để trở thành người thay thế ông Trump. Chiến thắng lớn của ông Trump ở Iowa cho thấy việc đề cử ông là tất yếu do ông dẫn trước trong các cuộc khảo sát toàn quốc. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gửi lời cảm ơn Iowa. Theo Edison Research, có 95% số phiếu đã kiểm đếm và ông Trump nhận được 51% số phiếu, trong khi ông DeSantis nhận được 21% và bà Haley được 19%. Biên độ chiến thắng lớn nhất trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng Hòa ở Iowa là 12.8% của ông Bob Dole vào năm 1988. Doanh nhân Vivek Ramaswamy chấm dứt cuộc chạy đua tổng thống sau khi nhận được chưa đến 8% số phiếu vào hôm thứ Hai và tuyên bố ủng hộ ông Trump trong bài phát biểu trước người ủng hộ. Thành tích của ông Trump phản ảnh cử tri Cộng Hòa vẫn ưa chuộng ông, ngay cả sau hai cuộc luận tội, chuyện ông dính líu đến cuộc tấn công ngày 6 tháng Giêng năm 2021 tại Điện Capitol của người ủng hộ ông và 91 tội danh hình sự vì tìm cách đảo ngược cuộc bầu cử năm 2020, việc cất giữ tài liệu mật sau khi mãn nhiệm và làm giả hồ sơ trong vụ trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm. Gần 2/3 những người đi bỏ phiếu ủng hộ cáo buộc sai lệch của ông về gian lận cử tri, nói rằng họ không nghĩ ông Biden đắc cử một cách hợp pháp. Hơn 60% cho rằng ông Trump vẫn phù hợp làm tổng thống, ngay cả khi bị kết án phạm một tội danh. Bên cạnh đó là tin Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin xuất viện. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin xuất viện hôm thứ Hai, hai tuần sau khi nhập viện vì biến chứng do chữa trị ung thư tuyến tiền liệt. Ông Austin, 70 tuổi, được đưa đến Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Watergate ở Maryland hôm 22 tháng 12 để chữa trị ung thư tuyến tiền liệt. Ông trở lại bệnh viện vào ngày 1 tháng Giêng vì biến chứng như nhiễm trùng niệu đạo. Chuyện nhập viện của ông mãi đến 4 ngày sau đó mới được tiết lộ và ngũ giác đài không cho biết cụ thể tại sao ông phải chữa trị đến ngày 9 tháng Giêng. Sau khi xuất viện, ông Austin nói rằng ông rất biết ơn vì sự chăm sóc tận tình mà ông nhận được tại Trung tâm Y tế Watergate. Ông xin gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ và y tá vì sự hỗ trợ của họ. Ông cũng cảm ơn những người đã cầu chúc cho ông sớm bình phục. Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Watergate cho biết ông Austin được kiểm tra và chăm sóc, không giải phẫu để chữa trị đau chân, không cần chữa trị ung thư thêm. Bác sĩ của ông nói rằng bệnh ung thư của Bộ trưởng được chữa trị sớm và hiệu quả. Ông không cần chữa trị thêm cho bệnh ung thư nữa, chỉ cần theo dõi thường kỳ. Ông Austin sẽ làm việc từ xa trước khi trở lại ngũ giác đài. Cuối tuần qua, Tổng thống Biden nhấn mạnh ông tin tưởng Bộ trưởng Austin bất chấp chuyện nhập viện bí mật của lãnh đạo ngũ giác đài. Việc ông Austin không thông báo cho Tổng thống chuyện nhập viện dẫn đến chỉ trích từ các nhà lập pháp và khiến Tòa Bạch Ốc ngạc nhiên. Văn phòng Tổng thanh tra của Bộ Quốc phòng sẽ bắt đầu thẩm tra cách xử lý việc nhập viện của ông Austin. Hai phi cơ Boeing va chạm trên mặt đất ở Chicago. Một phi cơ chuẩn bị cất cánh đụng vào một phi cơ khác tại một phi trường quốc tế O'Hare ở Chicago vào chiều tối Chủ nhật. Không ai bị thương. Cả hai phi cơ đều là của công ty Boeing và cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA đang điều tra sự việc. Phát ngôn viên Tony Molinaro của FAA cho biết, đầu cánh trái của chuyến bay 11 của hãng All Nippon Airways đụng vào đuôi của chuyến bay 2122 của hãng Delta Airlines vào lúc khoảng 6 giờ 30 phút chiều Chủ nhật. Chuyến bay của All Nippon Airways là một chiếc Boeing 777, còn phi cơ của Delta Airlines là Boeing 717. Boeing đối diện với sự theo dõi theo sau một loạt trục trặc máy móc và mẫu Boeing 737 MAX 9 phải ngừng hoạt động sau khi cửa thoát hiểm bị trục trặc và phi cơ phải đáp khẩn cấp vào tuần trước. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc vào hôm Chủ nhật và chưa biết có liên quan đến sai sót sản xuất hay không.
Theo phát ngôn viên Emma Johnson của Delta Airlines vào chiều thứ Hai, phi cơ của All Nippon Airways đụng vào phi cơ của Delta Airlines trong khi phi cơ đang đậu tại cổng sao khi vừa từ Detroit đến O'Hare. Hành khách xuống khỏi phi cơ bình thường tại cổng và phi cơ được kỹ thuật viên bảo dưỡng của Delta Airlines di tản. Chuyến bay 11 đi Tokyo nhưng bị hủy vì kiểm tra phi cơ. Tiếp đến là tin tiểu bang Washington kiện để chặn sáp nhập giữa hai chủ cửa hàng tạp hóa Kroger và Albertsons. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Washington Bob Ferguson hôm thứ Hai kiện để chặn thỏa thuận sáp nhập của Kroger và Albertsons, hai trong số những chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn nhất Hoa Kỳ. Trong đơn kiện nộp lên Tòa thượng thẩm quận hạt King, ông Ferguson lý luận rằng thỏa thuận 25 tỷ Mỹ Kim sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng và làm tăng giá. Kroger và Albertsons có hơn 300 cửa hàng ở tiểu bang và chiếm hơn một nửa doanh thu của cửa hàng tạp hóa của tiểu bang. Ông Ferguson nói rằng thỏa thuận sáp nhập này là tồi tệ cho khách hàng và người lao động ở Washington. Khách hàng có ít lựa chọn hơn, ít sự cạnh tranh hơn và không có cạnh tranh thì họ sẽ phải trả giá cao hơn tại cửa hàng tạp hóa. Kroger, chủ sở hữu QFC và Fred Meyer muốn mua lại Albertsons, chủ sở hữu Safeway và Hagen. Kroger hôm thứ Hai cho biết công ty hoãn thời gian hoàn tất thỏa thuận vì cuộc đối thoại đang diễn ra với các cơ quan quản lý như Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang và Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ, viết tắt là FTC. Công ty dự tính việc hoàn tất thỏa thuận sẽ diễn ra trong nửa đầu năm tài chính của công ty. Kroger cho rằng sáp nhập sẽ đưa giá xuống thấp hơn cho người tiêu dùng. Vụ kiện của ông Ferguson nhận được sự ủng hộ của nghiệp đoàn UFCW địa hạt 3000, nghiệp đoàn đại diện nhân viên Kroger và Albertsons ở Washington, Đông Bắc Oregon và miền Bắc Idaho. Năm ngoái, để mở đường cho sáp nhập, Kroger và Albertsons công bố kế hoạch bán hơn 400 cửa hàng và tài sản khác cho CNS Wholesale Grocers, một nhà cung cấp sỉ, giữa lo ngại về thống lĩnh thị trường. Nhiệt độ lạnh giá tiếp tục bao trùm khắp Hoa Kỳ. Phần lớn lãnh thổ Hoa Kỳ tiếp tục chìm trong lạnh giá vào hôm thứ Hai, trong khi hàng chục ngàn khách hàng bị mất điện ở các tiểu bang miền Bắc và Texas. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, thời tiết lạnh giá nguy hiểm ảnh hưởng lớn nhất đến Midwest, đưa tuyết và mưa đến các tiểu bang miền Nam và Mid-Atlantic. Nhiệt độ ở Iowa giảm xuống âm 35 độ F vào tối thứ Hai khi cử tri bỏ phiếu chọn lựa đề cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa. Thời tiết khắc nghiệt buộc các ứng cử viên Cộng hòa phải hủy các buổi vận động tranh cử vào hôm Chủ nhật do một trận bão tuyết đi qua tiểu bang, mặc dù họ vẫn kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu bất chấp lạnh giá. Thời tiết băng giá vào hôm thứ Hai có thể khiến một số cử tri ở nhà, nhưng có lẽ không thay đổi vị thế dẫn đầu của cựu Tổng thống Trump đối với các đối thủ chính của ông, gồm Thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley. Dự báo chỉ số phong hàn giảm xuống âm 58 độ F ở các tiểu bang như Montana, South Dakota và North Dakota. Hàng ngàn chuyến bay trong nước đến và đi từ Hoa Kỳ bị hoãn hoặc bị hủy vào hôm thứ Hai. Trong khi đó, phi trường quốc tế Denver và phi trường quốc tế O'Hare ở Chicago bị ảnh hưởng nặng nhất. Điện đã được khôi phục ở nhiều địa phương nơi trận bão mùa đông làm mất điện vào cuối tuần qua. Nhưng tính đến chiều thứ Hai, vẫn còn hơn 100.000 khách hàng ở Oregon cùng với hàng chục ngàn khách hàng ở Texas, Pennsylvania và Michigan vẫn chưa có điện. Quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Phần tin Hoa Kỳ được bảo trợ bởi nhà hàng Sian Steamport and Yakiniku, là nhà hàng lẩu hơi đầu tiên và duy nhất tại vùng Bay Area. Điện thoại 408-649-3106. Chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin địa phương cùng các bản tin chính như sau. Giá nhà ở San Francisco và Oakland tiếp tục giảm. Ít nhất 150 chiếc xe trong cuộc biểu diễn xe trái phép ở Oakland. Sian Steamport and Yakiniku là nhà hàng lẩu hơi đầu tiên và duy nhất tại vùng Bay Area với mái hấp độc đáo có thể hấp hải sản, thịt và rau ngay trên bàn ăn của quý vị. Bên dưới phần hấp, quý vị có thể để một nồi súp hoặc cháo thơm ngon nóng hổi. Tất cả các chiết xuất và tinh chất từ những món hấp sẽ nhỏ xuống súp hoặc cháo của quý vị, tạo thành món súp hoặc cháo thơm lừng, ngọt đậm đà hương vị cho quý vị thưởng thức vào cuối bữa ăn. Các hải sản hoàn toàn tươi sống bơi lội trong hồ. Nhà hàng có các tùy chọn nướng Yakiniku với rất nhiều loại thịt nhập khẩu cao cấp như sườn nướng Miyazaki Wagyu A5 của Nhật Bản và Wagyu M9 của Úc,
Cả hai đều là những loại thịt Wagyu có chất lượng cao nhất trên thế giới. Quý vị sẽ ngất ngây thưởng thức những món ăn ngon với sự bày trí thật sang trọng, lãng mạn và đẹp tuyệt vời. Ngoài ra, chúng tôi có quầy nước sốt với 12 nguyên liệu khác nhau, tha hồ cho quý vị lựa chọn. Các món ăn của nhà hàng là sự kết hợp giữa phong cách Nhật Bản và Trung Hoa. Chúng tôi rất vui mừng chào đón quý vị trong khung cảnh nhà hàng thanh lịch và sang trọng. Nhân viên rất lịch thiệp, ân cần và chu đáo. Nhà hàng còn có quầy rượu với đầy đủ các loại giúp cho quý vị có bữa ăn ngon miệng và rất phù hợp cho các sự kiện và bữa tiệc riêng của quý vị. Sion Steampot and Yakiniku tọa lạc tại 500 Barberland, Milpitas, điện thoại 408-649-3106.